Lâu quá rồi không gặp nhỉ. Cháu của bà đẹp trai phong độ đấy. Cháu trai của bà khác xưa rồi. Đây là chị Phương, trợ lý của bà. Tôi làm mọi việc theo yêu cầu của giám đốc giao phó. Tốt nhất hãy tự làm tốt công việc của mình đi. Này, chị có tư cách gì mà chị nói ra ở tôi đấy, hả? Nó là đứa thông minh, nhưng nó sống quá bản năng. Vậy chị vẫn quyết định để cho Gia An làm giám đốc? Tiếp tục sự nghiệp, đấy là bổn phận và trách nhiệm của cháu. Cháu xin lỗi, cháu có công việc của mình, chứ không phải công việc của bà nhét vào tay cháu. Mà bà có nghĩ rằng việc bà đối xử với cháu nó độc đoán, độc tài thế nào không ạ? Bà không thương lượng, bà chỉ thông báo thôi. Sao chuyện gì chị cũng về ton hót với bà tôi thế nhỉ? Cháu không thể chịu đựng được cái cảm giác suốt ngày bị cậu ta mỉa mai. Tôi thì chán nhìn cái bản mặt của chị rồi. Cháu có biết vì sự ích kỷ của cháu mà cháu biến bao nhiêu người không liên quan thành trò cười không? Cũng vì bà cứ dồn ép cháu. Bà mất tích rồi. Chị ta chỉ là trà xanh thôi. Anh rồi ôi. Ôi, ông không nhìn à? Nhìn cái gì? Mặt bà cái song song nhìn trời.